Ông Nguyễn Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Gạo, dự đến kiểm tra việc triển khai tổ chức tiêm vaccine cho người dân xã An Thành Thủy và tiêm cho học sinh tại trường Trung học Phổ thông Chợ Gạo, Trung học Phổ thông Trần Văn Quài, Trung học Phổ thông Bình Phục Nhất. Việc tổ chức tiêm vaccine được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Riêng đối với tiêm vaccine cho học sinh được tổ chức trong 3 ngày 18, 19 và 21 tháng 11 năm 2021, vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho học sinh là Pfizer, tiêm cho trên 8.300 học sinh các khối lớp 9, 10, 11, 12 đang theo học tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tại trường trung học phổ thông Chợ Gạo tổ chức tiêm vaccine Pfizer cho hơn 2.000 học sinh, trong đó khối lớp 10 có trên 670 học sinh, khối lớp 11 có trên 660 học sinh, khối lớp 12 có gần 670 học sinh. Công tác tiêm phòng được tổ chức đảm bảo nguyên tắc 5K, bố trí tổ thường trực cấp cứu, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Được biết, tính đến nay, Chợ Gạo tổ chức tiêm gần 190.000 liều vaccine, trong đó tiêm mũi 1 là 122.000 liều, mũi 2 là 67.000 liều. Qua đó, tỷ lệ tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ 98,6%.